tối ngủ mình cũng buồn, mà cái nhà ta đùng lên ngủ cũng sợ ma. Em cũng sợ ma nữa. Sợ ma thì hai người ngủ chung khỏi sao. Cái đó gọi là quyến rũ em ghê gớm. Vậy là đây dễ dụ luôn nè. Mời nhà trai. Rồi, mời anh. Mời nhà gái. Dạ mời chị Ngọc. Rồi, bây giờ xin mời nhà trai giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Em chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Phi. Sinh 79, em là làm nhân viên kinh doanh về Nha Trang. Nha Trang vào đây luôn hay sao? Dạ em mới bay hôm. Ủa vậy đó hả? Kinh doanh về gì? Em kinh doanh hóa chất. À rồi. Phi sinh năm 79, kinh doanh hóa chất, đến từ Khánh Hòa. Dạ rồi, còn bạn nữ của mình bên đây thì như thế nào ạ? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh năm 1984. Nguyễn Thị Ngọc Lan, xin chào Nguyễn Thị Ngọc Yến. Hiện tại thì mình đang công tác ở đâu vậy chị? Dạ, em đang công tác ở bệnh viện da, em đi dermatologist đó chị. Là ở Sài Gòn? Dạ, ở Sài Gòn. Nhà trai này đi từ Khánh Hòa vào đây đó. Dạ. Thành ra lấy vợ về đó là em chắc là phải về làm dâu ngoài Khánh Hòa đúng không? Dạ, em không có làm dâu. Không có làm dâu? Dạ, em ở riêng. Ở riêng luôn? Nhà riêng luôn? Dạ. Đó, thông báo cho nhà gái biết nha. Bây giờ là điểm mạnh điểm yếu gì mình khoe nhà gái cái coi. Thì em cũng biết nấu ăn. Giám đốc biết nấu ăn luôn? Biết chứ, từ ra riêng của mình phải nấu ăn chứ không ai nấu ăn. Đúng rồi, đúng rồi. Đừng ăn cơm tiệm chứ. Trước giờ nấu một mình ăn thì nó khác nha, còn bây giờ nấu tới hai mình ăn thì nó khác đó. Đúng rồi đó. Em dạ không thể... sao đâu, em chịu ăn lắm. À vậy hả? Em có thể nấu được cái đám dỗ được 30-40 người được mà. Wow. Gì đó hả? À, tại vì có đi quá dữ. À, em có đi học mà. Đi học nấu ăn luôn hả? Học nấu ăn. Rồi giỏi vậy ta. Nhậu em có nhậu, hút thuốc em cũng có hút. Rồi. Nhậu thì uống một lon hai lon gì tiếp khách thôi, chứ còn thuốc thì em hút. Vậy khỏe. Có khuyết điểm gì không? Tính thì cũng nóng nhưng mà nóng là tự động là đi không đổi về thôi nha. Về được. Nóng bỏ đi được. Chị nóng lên là chị bỏ đi thôi hả anh? Hay là mình có làm gì nữa không? Thì bỏ đi qua công ty làm xong đổi về lại. Tức là mình nóng rồi chưa bao giờ mình động thủ đúng không? Không có đâu. Dạ thôi vậy được rồi. Yến, giờ là ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Dạ em có cái ưu điểm là em hát cũng được, cũng vui vẻ, hoạt bát, dễ gần. Có đôi lúc thì em sẽ hơi tưng tưng xíu. Cuộc sống giờ nó áp lực nhiều, tưng tưng nó cũng vui em. Tưng cỡ Lan không? Chứ Lan là Lan tưng là Lan thấy Lan vô đối gì đó. Chắc em bằng phân nửa chị. Nói chứ cuộc sống mà mình phải có những lúc như vậy thì nó mới vui. Nếu mà có nóng tính lên thì em cũng như nhà bên ấy. Em cũng sẽ đi đâu đó cho mình hạ cái cơn giận của mình xuống. Mai mốt lấy nhau rồi còn có con nữa, hai người cùng nóng rồi cùng bỏ đi hết rồi ai giữ con? Thôi để anh đi em nhà giữ con. Thôi để anh đi em nhà giữ con. Đó vậy thì được, nó phải mở lời vậy mới được chứ. Chứ em đi anh cũng đi nữa con chắc bó tay luôn á. Đúng rồi. Sáng hay mình thuê người vú đi Linh. Biết đâu mình thuê được bà vú. Thuê được nhá, để mình thuê người giữ. Nếu mà có vú thì càng tuyệt vời hơn chứ anh. Đúng rồi, chứ ai cũng lo làm hết mà. Chứ để xong rồi nào vú chăm tốt hơn. Đúng rồi. Nhà gái cho biết cái đường tình duyên của bên đó là sao? Em thì em trải qua 3 mối tình ạ. Nhưng mà cũng không đi tới đâu. Mình chỉ nhấn mạnh cái mối tình nào mà nó khắc cốt ghi tâm với mình, nó làm mình đau khổ nhất. Mối tình đau nhất của em thì em nghĩ là cái mối tình gần đây. Thì khi mà cái anh đó là ảnh làm bác sĩ, hai tụi em có cảm xúc cảm giác với nhau nhưng mà anh đó thì có địa vị quá cho nên là em cảm thấy em không có phù hợp á, nên em tự động em rút lui. Còn nhà trai mình có mấy mối tình? Hồi nhỏ em có một mối tình rồi xong sẵn rồi bố mẹ kêu là cưới luôn, cái xong cái đầu cái xong cái cuối cùng cái không có cháu rồi xong cháu cũng theo mẹ luôn. Em cưới nhau cũng được 12 năm á. Vậy con em đi chuẩn bị vô đại học. 12 năm mà chắc cũng căng thẳng lắm mới đi chia tay nha. Cũng thương con cũng kéo dài chứ không 4-5 năm ly thân á. Nhưng mà em cảm giác em có lỗi gì trong cái mối tình đó không? Trong cái cuộc hôn nhân đó không? Chắc người ta nghe lời mẹ, nghe lời chị bên nước ngoài xong cái là làm giấy tờ cái đi thử đi chơi rồi đi xong đi 6 tháng rồi bắt đầu đi về cái xong cái về em thấy vậy em nghe lời của gia đình của em cũng không ấy mà. Chủ động chia tay là người đó chứ không phải là em đúng không? Đúng rồi. Rồi coi như em muốn coi leo léo là kéo lại cho con mà lo không được thôi đã đi luôn. Câu chuyện bên kia nó buồn quá rồi, giờ mình đổi không khí đi. Đúng rồi. Em muốn mẫu hình lý tưởng nào em gái? Không có biết hút thuốc. Không hút thuốc? Dạ. Bên đây không có. Trời em gái. Trời anh Huyền Linh đẹp trai quá. Trời ơi. Lâu lắm anh mới được người khen đó nha. Hồi nãy em ra em thấy chị Ngọc Lan rồi, cái là em định khen rồi nhưng mà chương trình dặm quá em quên. Quên. Dạ, chị Ngọc Lan dễ thương hơn trong mình nhiều lắm. Mới lần đầu tiên em khen anh đẹp trai đó. Em thấy ai cũng nói anh hai lúa hết trơn á. Trời anh đẹp trong lòng em. Cảm ơn em. Ngoài hút thuốc đây là được rồi đó. Rồi còn gì nữa không? Dạ, phải biết nấu ăn. Thật ra là em bị thu hút bởi cái mỗi người đàn ông mà có thể đứng vô bếp á, nấu ăn rồi em hình. Bên đây nấu cả cái đám dỗ luôn. Đám dỗ 12 mâm. Ừ. Dạ, em bị cái đó gọi là quyến rũ em ghê gớm. Vậy là đây dễ dụ luôn nè. Chỉ còn có đứng nấu ăn là được rồi. Dạ, còn gì nữa không? bạn trai phải biết quan tâm chăm sóc. Nhiều khi là em cũng hay bận lắm, tại vì em làm tới 2-3 chớp lận, cho nên là có đôi lúc đó hả, con gái hay yếu lòng, mặc dù là bên ngoài bạo lực vậy đó nhưng mà bên trong mình yếu lắm. Là những lúc như vậy là em rất là cần một cái người có cái vòng tay. Đây, người này đây. Người con gái rất là bản lĩnh, rất xinh đẹp, rất năng động, coi như rất là cá tính nhưng mà đôi khi rất là yếu mềm, thường khóc đêm một mình, thường cảm giác mình cô đơn, trống trải. Chị em anh. Hả? Sao chị em ruột mà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Ngọc Lan. Đúng rồi. Đấy, một tức người giống vậy đó. Dạ. Thật ra cái người phụ nữ mà họ càng mạnh mẽ tức là họ đang càng chứng tỏ họ không phải là người yếu đuối. Đúng rồi. Theo như gia đình em nói á, là sau này phải tìm một cái người cao hơn em, bởi vì em á, là được mệnh danh là chị già vừa lùn vừa xấu vừa vô duyên đó anh. Chị già vừa lùn vừa xấu vừa vô duyên đó anh. Cho nên là em phải tìm một người là phải cao hơn em để mà em củng cố đời con em phải hy sinh đời em. Em cao mét mấy? Dạ 1m rưỡi. Chị sao chứ em thấy chị có xấu đâu, chị dễ thương chứ. Để em đi qua em coi coi bên đó ứng phá sao. Nó nấu được cái đám dỗ ngon lắm. Dạ em chào anh. Dạ. Hả, được chưa? Được chị ơi, em thấy bên đây là ngon lành, phù hợp tiêu chí của chị đó. Theo như cái cuộc hôn nhân đầu của anh á, là anh hơi bị thiếu cái sự quan tâm bởi vì công việc của mình nhiều quá. Mà hiện tại thì em thấy chị bên kia cũng công việc cũng khá nhiều á. Bây giờ nếu như mà bắt đầu một cái mối quan hệ thì anh sẽ cải thiện cái vấn đề thời gian của mình nó như thế nào? Tại vì đó cũng là một trong những nguyên nhân để anh quan tâm để mà còn tới già nữa chứ, con cái chăm nữa chứ. Chứ giờ không quan tâm nữa chắc ở mình luôn rồi. Em hỏi vậy làm an tâm rồi đó. An tâm chưa? Dạ. Chăm sóc là giỏi lắm á. Giờ nãy giờ hơi lo. Đúng. Thôi đi về. Được chưa? Dạ được. Về với chị em, về với em, về với em. Được được được, bên kia ngon. Ok. Bây giờ thì em có mẫu hình lý tưởng nào không? Thích hiền hòa, quan tâm nhau là được rồi. Quan tâm nhau được rồi. Chăm sóc cho nhau được rồi. Em thích người ốm. Chết rồi chị ơi, mới lên ký mùa dịch luôn á. Không sao, mình xuống cân được. Em trai đi với ai? Bạn em. Em trai. Em thấy bạn gái tương lai của bạn em được không? Anh chị ấy rất là vui vẻ. Em nghĩ là anh cũng nên cho chị, cũng cho bản thân anh cơ hội đi để quen chị chứ. Anh cứ dạy hoài thì gặp em nhiều lúc cũng hai anh em buồn lắm á. Gặp có hai người đàn ông hoài cũng chán hả? Đúng rồi. Nhà gái đi với ai nè? Dạ chị bạn em. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chào chị Ngọc Lan ạ. Em cũng có nhận xét là thấy anh trai bên này á, là ảnh cũng hiền, một người chững chạc mà có kinh nghiệm rồi, đặc biệt cũng biết nấu ăn, bạn em cũng thích ăn. Nhà cũng mong là hai bạn có thể làm đến với nhau được. Dạ rồi, cảm ơn. Okay. Cảm ơn nhà trai nhà gái. Ok, bây giờ mở màn nha. Đúng rồi, mở màn đi chứ. Mình thấy hai bạn này là phù hợp nhau lắm. Mặt coi nói sao. Mở rào. Anh đến chương trình cái quà anh tặng em. Dạ em cảm ơn. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Em cũng có quà tặng cho chị luôn. Trời ơi, thấy thương vậy. Em gọi chị xinh đẹp ngon. Trời ơi, cảm ơn nha. Tự tay em làm hết á. Em gửi nha. Em cảm ơn em. Tự tay em làm nha. Trời ơi. Em cũng có quà cho anh luôn. Dễ thương lắm á. Cảm ơn nha. Nhỏ quá chui á. Rồi. Móc khó à. Mở ra coi nó hợp không? Tự tay em làm á anh. Đẹp em. Tấm lòng của em trong đó đó. Siêu đẹp á, giỏi. Đó. Đầu tiên mình hát tặng nhau bài Lấy Cảm Tình đi đồng chí giám đốc. Tao xin em hát bản là Thở Ban Đầu. Anh và mấy anh hát em nghe nha. Dạ. Tình yêu qua cánh bay xa, thương em người gái quê, tình chẳng trong như những hạt sương. Trăm năm một chữ yêu, làm đảo điên bao cái dài khờ. Em ơi, một chút thương, một chút yêu ta giữ cho bền lâu. Không duyên phận với nhau, hàng kiếp sau ta sẽ chung tình. Chung tình mãi luôn. Nay em về chốn xa, đàn kết hoa vang lối người qua. Anh quay về néo xưa, tìm chút hương sưởi ấm linh hồn. Trong bữa đời hắn hiu, tình vẫn ru anh giấc ngủ say. Bên em giờ pháo bay, kiều lắc lưng vang em về dân. Về dân. Được, rồi. Cũng được đó, có duyên bộ, thấy tự tin lắm chứ bộ. Yến ơi, người ta tặng mình một bài hát rồi đó, bây giờ mình có tặng lại người ta cái gì không? Chắc em cũng hát. Rồi, bây giờ hát đi, hai người dìu nhau vừa hát vừa khi vũ nữa nào. Anh đợi chở được không anh? Cho em qua đây đi. Em tự tin nè. Rồi nắm tay nhau dìu vô ôm vô. Khiêu vũ sao? Dạ không biết khiêu vũ. Thì em hát đi, tự người ta dìu. Em không biết bạn hát ra cái bản gì mà để khiêu vũ. Em hát thử coi, em hát thử câu coi. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vô, Quỳnh quanh bao năm không buông mặt. Rồi ok, ôm vô bắt đầu. Rồi. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ. Duyên mình dìu em thơ rất thơ, và anh luôn yêu em chưa như đó. Anh chưa quen em xem qua. Ồ vậy hả? Em nhảy theo kép chứ, sao lại em nhảy tự nhiên. Còn em xem ai như trang ngọc ngà, tự do như mây vàng, mình phiêu du non ngà. Xuống nè. Do trần gian bao la, đang đâu nơi anh là nhà. Anh khúc này lên cho em đứng được không? Em sai rồi, anh lên nổi. Hai người này vui nè, tự nhiên nè. Dạ, dạ em lên theo hát nha anh. Lâu lắm mới lên hát. Lên. Tự nhiên em quên mất Kim. Kim qua thung lũng. Dạ, dạ, dạ em nhớ. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Em mong lòng mắt anh cô. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi đến nơi của ngày. Ngày gì ta? Tự nhiên quên mất. Hết muộn sầu. He, he, muộn sầu. Giờ mới hết nè. Em cảm ơn. Em về ngồi đi. Dạ em về cháu. Rồi hai người ngồi xuống đi. Em thấy anh cả gia đình cả một cháu thì em nghĩ sao? Hiện tại con anh có ở chung với anh không? Nói chung thì anh hiện giờ là anh còn chăm cho một đứa cháu đi đại học. Thì nếu mà ấy thì ra giấy tờ cho đi nước ngoài với mẹ nó luôn. Còn không thì nó học Nha Trang, học Sài Gòn cũng được. Tối ngủ mình cũng buồn, mà cái nhà ta đùng lên ngủ cũng sợ ma. Em cũng sợ ma nữa. Sợ ma thì hai người ngủ chung khỏi sợ. Được, được á, được á. Em tiến tới em có thể nắm tay cô ấy. Bây giờ có thể ôm cái coi nó có mùi gì không? Thử đi nào. Đó, ôm chặt vào. Thử xem. Hít vô, hít vô. Anh có mùi thơm thơm nhẹ. Được rồi. Đó. Thôi quá nó bị đèn sao? Theo anh thì tại đây cũng là cái duyên. Thôi anh em mình bấm nút lên để mà tìm hiểu thơm. Cha anh cũng hiền khô, biết nói gì giờ. Em thì cảm xúc của em nói rồi đó, em quý anh. Nhưng mà nếu như để có thể tiến xa hơn thì có lẽ là chúng ta nên bấm nút đi để tìm hiểu bên ngoài thêm. Trời ơi, cái cặp này là gấp dữ lắm rồi. Thôi cho bấm đi. Ok. Trời ơi, cái tướng em ngồi bấm cũng dễ thương thế này. Bà này phải dễ thương thiệt chứ. Nói dễ gây thương nhớ lắm đó. Nào. Ta bấm nào, 1, 2, 3. Ủa bên kia có bấm vậy? Được rồi đó. Bây giờ chính thức ta đã hẹn hò với nhau rồi đó. Nhà trai tôi rất là hiền nha. Cô đừng có ăn hiếp nhà trai tôi nha. Em cũng hiền lắm, em hiền không à. Em hiền thiệt. Hiền thiệt đúng không? Bây giờ là hát bài Merry Christmas. Đúng rồi, bữa nay là đêm Giáng sinh đó. Mình hát đêm nay chúng ta sẽ cùng đi chơi Giáng sinh, cùng tìm hiểu với nhau. Dạ vậy thì em sẽ hát bài We Wish You a Merry Christmas. Ok. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Để tay lại, để tay lại, để tay lại, để tay lại, để sát vô. Đó, nắm tay nhau, để đó luôn, để đó luôn. Chụp tấm hình lưu niệm luôn. Trời ơi, đẹp quá trời đẹp luôn, thấy chưa? Sang cho dân ngỡ chuyện đó. Cô đừng có lắm trò dễ sợ. Điểm mạnh của em chắc là em lễ phép. Em chưa bao giờ gặp người lớn nào mà không thích em hết. Với lại em cũng siêng năng á, thì em cũng chịu khó làm việc. Là vậy thôi, còn gì nữa không? Dạ, chứ điểm mạnh của mình nói nhiều quá, người ta nói mình ba phải. Đúng rồi. Hay á, cái điểm này hay à. Em thích núi hay thích biển? Em thích biển. Ừ, tại là em thích Nha Trang rồi đó, hai chúng mình có điểm chung rồi đó. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Ngồi đi. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào tất cả mọi người đang có mặt trường quay. Em tên là Nguyễn Hương Đạt, năm nay em 26 tuổi, em đến từ Nha Trang, Khánh Hòa. Hiện tại em đang làm nhân viên ngân hàng ạ. Bây giờ tới nhà gái. Em tên là Nguyễn Thị Hồng Nhung, năm nay em 22 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Long An. Long An ở đâu cưng? Dạ, Long An ở Đức Pha, cũng giáp ranh thôi, cũng gần. Dạ, công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng chuyên về mảng kinh doanh. Thật ra thì đi tỉnh Lộ 10 lên thành phố Hồ Chí Minh không có xa gì mấy ha. Dạ, gần lắm. Đúng rồi. Đi chút xíu tới thôi. Điểm mạnh điểm yếu của nhà trai thế nào, nói cho nhà gái biết đi. Điểm mạnh của em thì em hay hát. Điểm yếu của em là hát không hay. Về tính cách thì em vui vẻ, hòa đồng, với lại em tạo một câu chuyện trong những cuộc nói chuyện được. Em thì em hay chơi thể thao, em biết nấu ăn. Cũng có nhiều người nhận xét là em nấu ăn ngon, nhưng mà đó là người nếm thôi, còn em tự nếm thì em cảm thấy nó bình thường. Khiêm tốn. Mời nhà gái. Nhà gái bên đây khi mà nghe nói tới nhà trai ở bên kia biết nấu ăn và nấu ăn ngon á thì nhà gái vỗ tay dữ lắm nha. Coi bộ chắc là thích có một người yêu mà biết nấu ăn đúng không? Dạ đúng rồi chị, tại vì điểm yếu của em là nấu ăn không ngon, nhưng mà em biết nấu, em cũng có thể nấu được, nhưng mà em nấu không có ngon. Với lại bạn em cũng có cùng sở thích với em là chơi thể thao á. Anh ơi, không biết là anh có chơi cầu lông không? Anh cũng có chơi cầu lông luôn em. À dạ vì tốt á. Ngoài cầu lông ra em còn có muốn chơi môn nào nữa không thì anh dạy em luôn. Trời ơi. Dạ điểm yếu của em chắc là em dễ cọc á chị. Cái này là nên sửa. Lan đó chị cũng hay cọc lắm á. Giờ bớt rồi, giờ bỏ bớt rồi. Không, em cũng khó tính với hơi kỹ tính đó chị. Những cái món đồ mà em đặt đúng vị trí đó, em về thì bị người khác xê dịch đi, em nhìn em rất là khó chịu. Cái này là cũng hơi khó nè nha. Dạ không, em thấy cái đó bạn nữ giống em cũng là một người khá là kỹ tính và em khá là cầu toàn. Đã không dọn thì thôi, chứ đã dọn là phải dọn cho kỹ. Thấy chưa, thấy đàn ông bên tôi chưa? Cái này thì giống em. Điểm mạnh của mình là gì? Dạ điểm mạnh của em chắc là em lễ phép. Em chưa bao giờ gặp người lớn nào mà không thích em hết. Với lại em cũng siêng năng á chị. Chị em cũng chịu khó làm việc. Là vậy thôi, còn gì nữa không? Dạ chứ điểm mạnh của mình nói nhiều quá, người ta nói mình ba phải. Đúng rồi. Hay á, cái điểm này hay à. Nhà trai có mấy mối tình rồi? Em thì có khoảng 4 mối tình, em là một người rất là nhiều trong tình trường anh ạ. Trời đất ơi, 95 mà 4 mối tình luôn hả? Dạ đúng rồi, mối ít nhất là khoảng 6 tháng, còn mối dài nhất thì em tính là khoảng 3 năm. Dạ 3 năm thì mối tình đó là ở hồi đại học của em. Đi cùng chung một cái đội công tác xã hội. Thì mình vô tình gặp xong rồi quen biết nhau rồi ngỏ ý với nhau thôi. Nhưng mà 4 mối gì có đau khổ không? Dạ, mối nào cũng đau khổ hết anh. Mối nào cũng đau khổ hả? Dạ vâng. Trời ơi, thấy thương không? Thấy chưa? Trải nghiệm chia khổ dư trời. Người ta trải nghiệm ít ít thôi, người ta đỡ khổ. Nhưng mà để cho hoàn hảo sau này chị ơi. Thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ. Vậy là giờ là đầy đủ kinh nghiệm để yêu đương rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ngon lành, 4 mối rồi. Giờ mối thứ 5 là mối cuối luôn á. Rồi bây giờ nghe cái tình trường ở bên đây nè. Tính ra em cũng 2 mối tình thôi. Mối tình đầu tiên là thời đi học cũng không có gì hết, chỉ trong sáng. Mối tình thứ hai là tầm 2 năm trước. Em có quen một bạn nhỏ hơn em 1 tuổi, nhưng mà do là em tuổi dần cho nên gia đình bạn đó không có ủng hộ. Thì tụi em cũng cố gắng nhưng mà không tìm được tiếng nói chung của hai gia đình đó, cho nên là chia tay. Em nghe anh nói những cái sở thích với lại những cái tính cách của anh thì em thấy là nó khá phù hợp với cái mẫu người lý tưởng của em. Nhưng mà nếu cao hơn em một chút xíu thì càng tốt. Cao hơn em một chút càng tốt phải không? Đen trắng gì cũng được đúng không? Dạ được. Rồi để chị qua chị thám thính cho. Bên đây cao là được á. Được không chị? Chào em. Chào em, chào chị. Được không? Xém chút là không được rồi. Không chị, tại em ăn guốc ạ. Để có gì nếu mà thấp hơn em tháo guốc cũng được không sao? Đó. Người ta chịu, người ta không ăn guốc luôn á. Được chưa? Bên đây được nha. Nhanh nè, năng động nè, ga lăng nè, trải nghiệm rồi, có kinh nghiệm luôn nè. Cũng trắng trẻo chứ không có... Cũng ngon chứ bộ. Không có ngâm ngâm. Điều không được cao như bên ý kia, cao hơn nhiều thôi. Nhưng mà quan trọng cao không là do cái đầu thôi. Hay. Quá hay. Ông Mai nói con này hay à. Rồi sao bên kia người ta vậy, người ta yêu cầu vậy đó, mình có đáp ứng được không? Dạ em đáp ứng được chứ. Đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ là 80 đến 90% ạ. Vậy là nhiều lắm á. Dạ đúng rồi. Đầu tiên phải tự tin về bản thân mình trước chứ. Hay luôn. Hay, không phải tự tin. Mà nãy nhà gái nói á, là những gì nhà trai nói á, hình như hợp với em hết trơn á. Nhà gái tuyên bố trước mà, còn nhà trai cũng thấy vậy luôn. Dạ, giờ mẫu hình bạn gái của mình là như thế nào nè? Thật sự ra em chỉ có 2 điều thôi. Một điều là bạn nữ đó phải biết tự chăm sóc chính bản thân của mình trước. Tại vì khi chăm sóc bản thân bạn đó tốt nhất thì bạn đó mới chăm sóc những người xung quanh tốt hơn. Cái thứ hai là em muốn một người kiểu như rất là lễ phép. Nói em nghe, có mấy ông cũng nói vậy đó. Dạ. Bạn gái phải chăm sóc bản thân bạn ấy là chính. Dạ. Bạn về suốt ngày cứ tô son trát phấn quần áo đi chơi suốt. Dạ em thoải mái vấn đề đó lắm. Tại vì em nghĩ là phụ nữ đẹp nhất trong mắt đàn ông là khi có một người đàn ông công nhận người ta đẹp. Nếu có nhiều người đàn ông công nhận họ đẹp thì họ đẹp thật sự mà. Dạ họ có quyền làm đẹp. Dạ nên họ có quyền làm đẹp thôi. Được, câu này cũng hay. Vậy thoải mái, những người đẹp cứ làm đẹp. Chuyện cuộc sống để đàn ông lo. Anh Linh qua thám thính cho em. Để anh. Để anh. Không lẽ giờ không cho qua chứ? Sao vậy? Không có việc gì phải thám thính hết trơn, người ta là tuyệt vời rồi. Đúng không mọi người? Nhà trai qua nha. Ngó gì thì ngó đi. Chào chú. Xin chào, chào cháu. Cười tươi. Con rung quá chú ơi. Gì đâu đúng, bình thường đi con. Cuộc sống hiện đại là không ai sợ ai chứ á. Dạ. Quan trọng là mình sống thật với nhau, mình chân tình với nhau được rồi. Được. Con có đứng lên coi con có thể cao hơn nhà trai không? Dạ, tại con mang đôi guốc con tớp lên chú. Bên đây sẵn sàng bỏ guốc. Rồi, được rồi. Nhí nhảnh, dễ thương, nhỏ nhẹ ha. Có rung động chưa? Hả? Có rung động chưa? Bà rung chi? Tự nhiên đi hỏi mà. Tự nhiên đi hỏi ông Mai của người ta có rung không? Nó hỏi tao rung là mệt tao nha. Trời đất ơi. Rung dùm. Rung dùm là được, nói chung á là dễ thương. Dạ. Được á, bây giờ là mình lắng nghe ý kiến người thân nữa là xong thôi. Em gái đi với ai cưng? Dạ, em đi với bạn thân của em. Đấy, bạn thân sao là thân bạn vậy đó. Dạ. Con thấy thằng trai thì rất ok luôn. Thấy tính cách của hai người cũng có những điểm rất là tương đồng với nhau. Bạn hồi nãy bạn có nói là bạn nấu ăn rất là dở. Nhưng mà còn một cái ưu điểm của bạn là bạn ăn rất là giỏi. Trời ơi, con bà bạn đã giỏi luôn. Thì lâu lâu thì anh có thể chở bạn đi vòng vòng. Trời ơi, nói chứ tham khảo thêm một vài món ăn ngon ở thành phố, dẫn bạn đi là rất ok. Bạn kiểu như là lúc đó là bạn hiền lắm kìa, dễ thương lắm. Kiểu như Trang một con cún con vậy, có đồ ăn vô là dỗ được bạn liền luôn á. Đúng là bạn của biết ta. Điểm yếu rồi thấy chưa? Bạn thân tiết lộ. Có gì cứ dẫn đi ăn là xong. Dạ. Cảm ơn em. Cô bạn dễ thương ha. Và nhà ta đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại một chị đồng nghiệp là sư tỷ của em ạ. Sư tỷ? Dạ. Chào sư tỷ. Em thì vừa là sư tỷ thì vừa là đồng nghiệp của Đạt. Chàng trai đó ấm áp lắm. Và chị nhìn bạn này chị cũng thích lắm nha Đạt. Cái cảm giác khi bạn bước ra, chị cảm giác đây là một người phụ nữ rất là nền nã và dễ thương, nhẹ nhàng lắm. Cảm ơn sư tỷ. Cảm ơn chị. Hai cái người này gặp nhau là vui như Tết vậy đó. Ai cũng có một cái tính năng động riêng của họ ha. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Trai gái đều hiện đại hết, thông minh nhanh nhạy hết. Bắt đầu đi Đạt. Dạ. Dạ em cũng có món quà em tặng là anh. Cái này là một cái con thú nhồi bông hình Superman. Thì kiểu như em cũng mong muốn anh sẽ biến thân thành một cái siêu anh hùng để bảo vệ em. Ok anh. Ý là của nó mình men, phải men đó nha. Anh có suy nghĩ tới việc lập gia đình chưa? Khoảng tầm năm sau hoặc có thể thêm 1 năm nữa là 2 năm nữa. Nếu mà bạn gái của anh cần thêm tầm 3 năm nữa thì anh nghĩ sao? Đối với anh việc mà quen nhau dài ngắn hay việc kết hôn dài ngắn, thời gian chờ đợi không quan trọng. Quan trọng là miễn khi mà mình lúc mà mình quen nhau, thời gian đó mình hạnh phúc là được. Em cũng ủng hộ ý kiến của anh, tại vì em nghĩ là mình cũng còn trẻ, còn cần nhiều thời gian để gây dựng sự nghiệp này nọ. Khi mà mình có sự nghiệp ổn định, khi mà mình đến với nhau thì nó sẽ hạnh phúc hơn. Cho anh hỏi một xíu, em thích núi hay thích biển? Em thích biển. Vậy là em thích Nha Trang rồi đó, hai chúng mình có điểm chung rồi đó. em cũng từng đi Nha Trang một lần. Vậy năm nay nếu như mà dịch cũng đỡ thì mình có thể đi du lịch, nhưng mà anh muốn là mình sẽ đi cùng với nhau. Nếu có cơ hội. Cơ hội là do chính mình tạo ra mà em. Dạ. Vậy để anh tạo rồi anh rủ em thêm nhé. Trời đất ơi. Em rất là sẵn lòng. Rồi bây giờ hai bên tiến lại coi nào ha. Đạt đi tới nắm tay bạn gái coi. Nắm hai tay nhìn thẳng coi. Đó, coi đo cái chiều cao thấy ổn không? Vuốt cao chi mà cái dấp hoài thấy chưa? Vuốt chi giờ không biết nữa hả? Em run chị ơi. Đấy để anh giữ cho đỡ run. Có gì đâu. Hồi nãy anh nói là anh hay hát nhưng mà anh hát không có hay. Dạ. Thì thôi để anh tặng em một bài hát, tại vì anh nói là ngày hôm nay chị hát cho mỗi mình em nghe trước và không hát cho ai hết cả. Thì ok để anh hát nha. Em muốn ăn cả thế giới đúng không? Thì để anh hát cho em này. Bó em vào ba lô, đưa em ra khỏi thủ đô. Mình cùng rời thành phố, tránh những làn khói ô tô. Xây một căn nhà gỗ, ở tít xa tận ngoại ô. Vứt hết những bao tô, giữa chốn Sài Gòn đông đúc xô bồ. Gạt bó buồn phiền đằng sau, rồi mình sống như là đèn vâu. Về mình nuôi thêm cá, mệt quá thì trồng thêm rau. Anh chẳng ngại điều gì đâu, nước mắt cứ tự mình lau. Tình cảm dù trước dù sau, chỉ cần được có nhau. Chỉ cần được có nhau. Em cảm ơn anh. Vậy thường quá, vẫn nắm tay đó. Sao vậy em vẫn nắm hả? Vẫn nắm tay đó, đừng có. Nào, vậy tới cô gái anh đi. Anh ơi, cho em hỏi thêm câu nữa, anh có thích đi du lịch vòng quanh thế giới không? Hiện tại là anh chưa xuất ngoại, bây giờ nghĩa là anh chưa đi nước ngoài. Tại vì ước mong của anh là anh muốn đi hết 54 tỉnh thành ở Việt Nam để rồi anh mới đi ra nước ngoài sao? Còn em sắp được đi rồi, tại vì em sắp được đi vòng quanh anh. Wow. anh là cả thế giới đó hả? Hai đứa nó thông minh lắm, dễ thương, tôi đánh giá không sai. Được rồi, ghê lắm. Ok, về vị trí đi nào. Giờ hai bạn nút bấm đi. Em bấm luôn được không ạ? Trời ơi, gấp vậy. Thích là bấm. Em bấm rồi đó. Thích là bấm. Bên đây cũng bấm luôn rồi. Khỏi đếm. Thấy chưa? Thích là bấm, mà bấm là khỏi đếm. Ý chí mạnh mẽ, bản lĩnh như thế, tự tin như thế, cuộc sống hiện đại cần những điều đó. Dạ. Yêu biên vắng, tôi yêu ly cà phê buổi sớm. Đứng 2 ngày giờ cái, mấy cái ngón chân đau quá. Đứng 2 ngày mà giờ từ đây đứng tới 1 giờ đêm nữa. Chữ này là chữ gì vậy ta? Chữ gì kệ ta? Cái gì? Đứng xích vô đây. À, để luôn đi, sao đâu, để nó hồi mình lấy mà. Mình lấy luôn mà, sao đâu. Được chưa? 5, 4. Hồng Lan và Quyền Linh xin chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hôm nay là ngày mùng 7 Tết. Chúng ta đã trao nhau những lời chúc tốt đẹp mà từ mùng 1 đến mùng 7 thì chắc chắn quý vị đã đi rất là nhiều nơi rồi, nhận rất là nhiều điều tốt đẹp, nhận rất là nhiều lời chúc và nhận rất là nhiều bao lì xì rồi. Hôm nay chúng ta sẽ nhận tình cảm từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Một lần nữa chúng tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, đầu năm mới an khang, thịnh vượng, phát tài, phát lộc. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và của Toshiba. Gì? Của Toshiba. Toshiba hả? Dạ. Toshiba hay gì? Toshiba. Rồi. Ok. Quý vị thân mến, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Cảm ơn những tình cảm quý vị đã luôn luôn dành cho chúng tôi và đầu năm mới. Chúng tôi cũng mong muốn rằng sẽ kết nối những nửa mảnh ghép để họ ghép lại với nhau, trở thành một lứa đôi hạnh phúc. Xin cảm ơn nhãn hàng Toshiba, Toshiba Việt Nam đỉnh cao chất lượng để tài trợ thực hiện chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp cặp đôi đầu tiên. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin được mời nhà gái. Bây giờ nhà trai nhà gái đã có mặt rồi, mình làm thủ tục đầu năm đi. Dạ. Lì xì, chúc mừng năm mới. Mày ban tổ chức đưa không biết có tiền không nha, chưa kiểm tra. Chúc mừng năm mới. Trai mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Dạ, phát tài phát lộc nha. Dạ. Vậy chúc cho em giống như là chúc bạn trai bên kia vậy đó, và chúc cho hôm nay tụi em sẽ bấm nút và dắt tay nhau đi về vui vẻ. Dạ. Đường họ mở không có tiền thấy chết luôn. Không có tiền thì chúc chú Quyền Linh bỏ tiền vô. Ừ. Rồi. Chào các bạn, chúc mừng năm mới bên nhà trai lẫn nhà gái nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về mình cho đối phương cùng biết. Xin chào chị Quyền Linh và chị Ngọc Lan cùng toàn thể quý vị có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Và chào bạn nữ ngồi đối diện bên kia. Em tên là Bùi Duy Đạt, năm nay em 25 tuổi. Em đến từ Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đạt làm nghề gì Đạt? Dạ, hiện tại thì con đang làm công việc tự do. Tự do? Dạ. Cụ thể là công việc gì? Dạ thì... kinh doanh nè, hay là làm gì đó? Dạ thì thực ra con đang theo đuổi con đường về tài chính. À, tài chính. Dạ. Rồi, vậy là kinh doanh tài chính ha. Rồi, mời nhà gái. Nhà trai tôi còn non trẻ lắm, có 25 tuổi thôi mà làm nghề tài chính đó, là tương lai sẽ giàu lắm á. Dạ. Bạn giới thiệu cho mình. Dạ, lời đầu tiên nhân dịp năm mới em xin gửi lời chúc đến chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng đến toàn thể quý khán giả đang ngồi tại trường quay cũng như quý khán giả đang theo dõi trên chương trình truyền hình, chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn nam bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Vũ Hồng Minh, em cũng 25 tuổi, hiện là đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Công việc cụ thể là làm kế toán, cũng liên quan đến tài chính giống như bạn nam. Rồi, khỏe, bạn đây kiếm tiền, bạn bên kia ngồi giữ tính toán. Dạ vâng. Hợp lý. Trước đi thôi. Điểm mạnh của em thì nói chung về tính cách thì em hòa đồng, thân thiện, biết quan tâm đến mọi người. Em cũng biết làm việc nhà, nấu ăn và đặc biệt là em rất là tự lập trong cuộc sống. Đó là ưu điểm của mình. Còn về nhược điểm thì em khá là hơi nhát, đặc biệt là trong đám đông á, nếu như mà toàn người lạ thì em rất là khó bắt chuyện và em cũng không có khả năng thu hút được mọi người xung quanh. Một nhược điểm nữa có thể là đối với các bạn nam chắc cũng sẽ quan trọng, đó là em không có biết make up làm đẹp. Chị thấy những cái điều em nói á Đúng rồi, những cái điều em nói nó không phải là nhược điểm đâu, mà đôi khi nó lại là một cái điểm rất là đặc biệt, và chỉ để chờ một người đặc biệt phát hiện ra cái điều đó của em thôi. Đó, cho nên là mình phải tự tin lên, không có gì hết. Rồi, bạn nam thì sao nào? Ưu điểm trước đúng không ạ? Ưu điểm của em thì theo nhiều người nhận xét, bạn bè và mọi người nhận xét thì bản thân em là một người hiền lành, hơi vẫn còn ít nói, trầm tính. Cái nhược đó là nhược điểm ạ. Chết em hồi hộp quá đúng không? Hồi hộp quá. Không sao, bình tĩnh nào. Nhược điểm hay là khuyết điểm hay là ưu điểm? Ưu điểm là một người hiền lành, ít nói, rồi là hòa đồng với lại tất cả mọi người. Đó. Còn nhược điểm của em đó chính là một người theo mọi người hay nhận xét đó chính là hay lề mề một chút xíu, rồi là cũng trầm tính, nó cũng chính là một cái nhược điểm của mình nữa. Và cái nữa gọi là nhiều lúc mà cũng hơi giờ dây thun một chút xíu. Dạ. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thì hiện con chưa trải qua mối tình nào. Chưa trải qua mối tình nào. Còn biết. Đúng rồi. Dạ em cũng vậy. Trời ơi. Hai đứa xin gặp nhau. Rồi. Hai bạn rất là trong sáng, rất là trong trẻo luôn. Người con trai 25 tuổi vẫn còn riêng. Chào em. Em chào chị. Trời, dễ thương quá vậy. Dễ thương mà từ xưa giờ chưa biết yêu, chưa yêu ai luôn hả? Dạ chưa. Yêu chi sớm, 25 tuổi là 26 bắt đầu yêu là vừa. Dạ. Hồi nhỏ đi học có cần rút ai không? Dạ tất nhiên thì chắc chắn là ai cũng sẽ có cho mình những đối tượng yêu thích. Dạ. Dạ. Cũng gọi cũng thôi. Dạ cũng có gọi là cảm nắng, cũng có rớt. Nhưng mà rồi cái thôi. Dạ, dạ đúng rồi. Trời đất ơi trời. Dạ. 26 năm chưa hề biết hẹn hò, chưa biết nắm tay bạn gái luôn hả? Dạ vâng. Trời đất ơi. Biết nói gì luôn á. Nói gì nữa? Rồi bây giờ không có chưa bạn gái bao giờ rồi làm sao có kinh nghiệm yêu đây? Thì bây giờ mới nhờ chị Ngọc Lan tư vấn cho. Không lẽ mốt đi hẹn hò rủ tôi theo để tôi chỉ cách hẹn. Dạ không, lúc đó là có kinh nghiệm rồi, lúc đó là về nhà mọi thứ đều có kinh nghiệm. Mấy bữa đầu có nhờ Ngọc Lan đi theo ha. Dạ. Rồi. Chị chỉ cho, ví dụ như tới lúc nào là mình phải nắm tay, dạ. Rồi mình nắm tay xong mình nói mấy câu rồi mình mới hung. Đó, mấy cái đó chị chỉ cho. Chúc chỉ luôn. Chỉ luôn nha. Chị trước luôn. Ngọc Lan yêu sớm lắm. Dạ. Chị yêu sớm lắm. Vậy là chị rất có kinh nghiệm về tâm lý bạn nữ. Chị rất có kinh nghiệm, yêu sớm thất bại cũng nhiều, cho nên là ngày hôm nay mới có rất là nhiều cái kinh nghiệm, dạ. Để mà nói trước với tụi em. Đó, để tụi em tránh những cái trường hợp mà để thất bại như chị. Đó, dạ. Nên chương trình mới mời chị chứ. Chương trình mời chị. Dạ. Đó, một cái người là có quá đầy đủ cái điều hạnh phúc. Đó không? Là cũng là một cái kinh nghiệm khác. Còn như chị cũng là một cái dạng kinh nghiệm khác, dạ. Muốn có hạnh phúc đôi khi nó cũng bầm dập lắm á. Không đơn giản đâu. Rồi tôi qua tôi coi nhà gái coi sao. Gì mà lớn quá vậy? Ai cũng mập đó. Rồi xin chào con. 25 tuổi ha? Cũng 25 tuổi. Con thích người đàn ông như thế nào? Nói chung là con thích một bạn nam chín chắn một xíu. Có công việc ổn định. Và đặc biệt là phải ăn nói lịch sự. Mẫu hình lý tưởng nào? Mẫu hình lý tưởng à? Con thấy bạn nam, con thích một người nam giống anh hai con. Anh hai con hả? Dạ. Anh hai con làm sao? Dạ, nói chung là nhìn trưởng thành nè, ăn nói lịch sự, và rất là chiều người yêu. À, bên kia có giống vậy không ta? Chưa yêu bao giờ, chưa biết. Nữ hoặc là người yêu của mình đó là việc đương nhiên của một người bạn trai rồi. Chưa có chịu bao giờ đó, đừng nói trước nha. Yêu khó lắm, ở đây bên đây người ta có anh hai là biết cô này ở nhà được cưng lắm nè, được anh hai cưng lắm nè, cho nên rất là thành tượng. Đó. Yeah. Nên là bây giờ việc trước mắt nha, cua được cô này rồi, đúng không? Bấm nút rồi, muốn thân hơn nữa là phải về cua luôn ông anh. Hiểu không? Cua ở đây không phải là cua kiểu tình ái, mà là mình rủ anh để uống cà phê nhiều, thậm chí lâu lâu đi nhậu để mình hỏi về em của họ coi như thế nào để mình chiều. Đúng không? Đó là cái cách tiếp cận đó, đó kinh nghiệm đó. Nha. Chị Lan nói đúng đó. Phải tập trung vô anh hai là chính. Đúng. Anh hai sẽ đúng rồi, qua cửa anh hai trước mới tới em gái nha. Bây giờ con không thích điều gì đàn ông? Con không thích đàn ông nhất là hút thuốc, tại vì con không có ngửi được mùi thuốc lá. Giỏi. Thứ hai là trong công việc cũng nên có chí cầu tiến. Con rất là ấn tượng với những bạn nam mà có chí cầu tiến nè, chịu khó cho làm việc nè. Có thể ban đầu là mình bắt đầu bằng hai bàn tay trắng, nhưng khi có sự cố gắng vô thì sẽ làm nên được rất là nhiều thứ. Rồi con cũng thích bạn nam nói chuyện lịch sự, có một cái giọng ấm. Giọng bên kia đủ ấm chưa? Đủ chưa? Dạ cũng ấm. Cũng ấm đúng không? Rồi còn gì nữa con, đặt hết vấn đề ra đi. Bạn nam giỏi, con thích bạn nam giỏi về một lĩnh vực gì đó, ví dụ như là ca hát này, hay là giỏi về IT, sự kiến thức gì đó, nói chung là một lĩnh vực gì đó. Giỏi kiếm tiền được không con? Dạ cũng được. Nếu giỏi kiếm tiền thì cũng sẽ giúp con Đúng rồi. Bên bà giỏi kiếm tiền không bà mối? Trời ơi, ông lộn rồi. À lộn rồi. Ừ. Qua trở lại. Lộn, tôi tưởng tôi bên nhà gái. Giờ tôi hỏi nè, bên nhà ông giỏi kiếm tiền không? Ta làm tài chính mà. Hiểu không? Rồi, bỏ qua câu chuyện đó. Ừ. Có đàn ca gì được không? Không biết. Đàn ca sướng hát gì được không? Dạ thì con cũng có biết hát một chút chút. Thử cho bà mối bà nghe nào. Ủa, bây giờ mình hát thì tí nữa mình có thể hát nữa được hát không ạ? Được. Vậy à? Đi con cứ hát tới sáng hát được. Chương trình này chủ yếu là hát mà. Hát đi con nào. 2, 3. Thì xin tặng cho mọi người và bạn nữ bên kia bài Mãi Mãi. Hát là chủ yếu là giới thiệu cho bà mối này cái đã. Dạ. Nào, 2, 3. Tình yêu đó riêng trao em, một đời mãi không quên. Bài hát ta nghe mối tình khát khao. Đời bao giông tố, đời nhiều trông gai, anh vẫn yêu, tình yêu có em thôi, đến suốt đời. Được chưa? Hát chơi vui thôi đó. Tại cũng hơi run một chút xíu. Hát chơi vui thôi đó. Hát không hay ai về hay không tưởng. Được chưa? Dạ được. Tài lẻ vậy được chưa? Bên đây là rất là trầm trồ. Nhà trai tôi chào hàng vậy thôi. Một là kiếm tiền giỏi, hai là hát hay. Vậy thôi, nhà gái thấy làm sao? Thấy được. Thử tài lẻ nhà gái có gì không? Mình có hát lại, trả lại một bài em tị chứ để không thôi mình quê đó. Em sẽ hát tặng anh em một bài nhưng mà thực sự là em hát không được hay thì mong bạn nam bên kia lắng nghe. Không cần hát hay, chỉ hát bằng trái tim của mình thôi. Dạ. Có nhiêu mình hát nhiêu. Em xin gửi đến bạn nam bên kia bài hát Proud of You, một bài hát tiếng Anh. Love in your eyes, sitting silent by my side, going on, holding hands, walking through the night. Hold me tight, lift me up to touch the sky, teaching me to love with heart, helping me open my mind. I can fly, I'm proud that I can fly, to be the best of mine, till the end of the time. Believe me, I can fly, I'm proud that I can fly, to be the best of mine, the heaven in the sky. Dễ thương, tuy nó có âm nhạc nhưng mà nó cũng dễ thương. Bên đây nói chung cái ghế, cái vị trí ở đây người nào cũng chất lượng. Bên đây cũng chất lượng không kém đâu, thấy không? Thành ra là khỏi lo. Bây giờ tôi hỏi người thân nè, người thân nói về người nhà. Nãy tôi vẫn chưa biết là cái anh bên kia là anh có cái nhu hình lý tưởng. Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết. Nói đi con, mẫu hình lý tưởng cho bà mối biết coi có trùng khớp với bên kia không? Dạ, thì mẫu hình lý tưởng của một người bạn nữ của con thì là một bạn nữ hiền, hiện đại, gọi là hiện đại. Là một người phụ nữ biết kính trên nhường dưới, đó, lễ phép mọi thứ, và dễ thương chút xíu hơn được rồi. Dư, với đánh giá của Mai dư. Có gì con không thích ở phụ nữ nè? Nói chung là tính của con này thì rất là dễ chịu của tất cả mọi người đều, nên không có khó chịu gì cả. Thấy bây giờ ổn định rồi đó, khỏe rồi đó, khỏe đây à. Mình đã thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, không có gì căng thẳng. Đã họp ra nhiều thứ lắm rồi. Bây giờ hỏi ý kiến bên nhà gái coi sao. Nhà gái mình đi với ai cơ? Dạ, em hôm nay em chỉ đi với một người bạn thân của em. Bạn thân ha. Chào bạn. Dạ em chào chú Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan và chào toàn thể khán giả đang có mặt tại phim trường. Thì lời đầu tiên thì em xin chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng. Em là bạn của Minh. Về theo nhận xét của em á, Minh là một người rất là hiếu thảo và đặc biệt là Minh rất biết cách quan tâm đến mọi người xung quanh, người thân và bạn bè. Còn về ấn tượng của bạn Nam thì em thấy bạn Nam khá là hiền và thật thà. Thì em thấy là hai bạn là khá là hợp. Thì em cũng hy vọng là hai bạn có thể bấm nút và cho nhau một cái cơ hội để làm quen với nhau. Rồi, cảm ơn. Mình đi với ai vậy? Dạ, ngày hôm nay thì con đi với lại anh. yêu đây nhiều. Ai cũng yêu một lần rồi lấy luôn, đến sống đến suốt cuộc đời. Nắm tay nhau hát nào. Nắm tay sợ bạn rung. À, bỏ cuốn sách xuống. Giờ cầm sách đâu quan trọng, cầm tay mới quan trọng. Ok, mình cũng không có gọi về mấy vấn đề này á, thì ngày hôm nay thì mình cũng sẽ tặng bạn với lại tất cả mọi người thêm một bài hát nữa. Mặt luôn. Để mình nhớ lời xem nào. Mình tặng bạn gái thì mình nhìn bạn gái mình nói chứ mình. Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời, anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó, nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều, yêu em không cần lý do. Em đã mang đến cho anh những bất ngờ, em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc. Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào, sẽ giữ cho mình anh thôi. Xin em đừng khóc khi ta, xin em đừng khóc khi ta giận hờn, đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui, hãy để nụ cười nở trên môi của em. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm, hãy cứ để anh sống với những mong chờ, muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh. Bây giờ bạn gái hát đối lại câu bài nào hát tiếng Việt thứ có được không? Dạ. Đừng cứ nắm tay đi, đừng cứ nắm tay. Không,